Hello anh em, Tà Bóng TV đây. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cuộc đọ sức giữa Liverpool với Aston Villa diễn ra vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 5 trên sân vận động Anfield của đội chủ nhà. 7 chiến thắng liên tiếp trước Nottingham, Leeds United, West Ham, Tottenham, Fulham, Brentford và Leicester đã giúp Liverpool lấy lại hy vọng lọt vào top 4 ở mùa giải năm nay. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp leo lên vị trí thứ 5 với 65 điểm. Tuy nhiên, việc giành vé dự UEFA Champions League đang rất khó khi họ còn kém MU 1 điểm và đã đá nhiều hơn một trận. Trong khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa, mùa giải sẽ khép lại. Việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, FA và UEFA Champions League có lẽ là một điều đáng mừng với dàn nhân sự mỏng của The Kop khi họ có thể tập trung cho việc giành một suất dự Cúp Châu Âu vào mùa giải sau. Hàng công mạnh thứ 3 của giải đấu đã có tới 70 lần nổ súng. Salah vẫn đang chứng minh mình là đầu tàu của đội bóng khi đã có 19 lần lập công và 10 đường truyền thành bàn, dẫn đầu cả danh sách ghi bàn và kiến tạo cho câu lạc bộ chủ quản. Dẫn đầu danh sách kiến tạo của nửa đỏ vùng Merseyside không ai khác ngoài bộ đôi hậu vệ cánh Trent và Robertson với 8 kiến tạo. Ngoài ra, khán giả có thể đặt niềm tin vào Roberto Firmino và Darwin Nunez. Mỗi người đều đã có 9 lần tự điền tên lên bảng tỷ số. Trận thua 0-1 trước Man United đã khiến thầy trò huấn luyện viên Unai Emery bị ngắt chuỗi 10 trận bất bại. Kết quả này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém top 6 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Nếu nhìn toàn cảnh mùa giải, Villa đang có một mùa giải rất tốt khi đã giành được 17 trận thắng, 6 trận hòa và để thua 13 lần. Hàng thủ vẫn đang là hố đen của đội bóng khi đã để thua tới 44 lần. Việc đội bóng bay cao trên bảng xếp hạng là nhờ vào sự xuất sắc của hàng công với 48 lần nổ súng tại mùa giải năm nay. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của câu lạc bộ chính là Ollie Watkins. Cầu thủ này đã có 14 bàn thắng và 6 kiến tạo tại mùa giải năm nay. Trong khi đó, hai cái tên Jacob Ramsey và Douglas Lewis cũng đang có một mùa giải tuyệt vời với 5 lần lập công và 5 lần châm ngòi cho các đồng đội của mình. Mức chấp nhà cái đưa ra là Liverpool trừ 1.25. Anh em hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thầy trò Jurgen Klopp khi họ đang có giải nhân sự chất lượng và phong độ nhỉnh hơn. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu là 3. Khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một cơn mưa bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công cống hiến. Hiện đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.